ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, một máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Oregon sau khi một cửa sổ và một phần thân máy bay bung ra trong quá trình bay. Chiếc Boeing 737-9 Max nói trên cất cánh từ thành phố Portland, bang Oregon vào lúc 4 giờ 52 chiều ngày 5 tháng 1 theo giờ địa phương, tức 7 giờ 52 phút sáng ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam và quay trở lại nơi xuất phát chỉ sau 20 phút. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc máy bay, bay đã bay lên cao tới 4.876m và sau đó bắt đầu hạ độ cao. Những hình ảnh do hành khách ghi lại cho thấy một cửa sổ và một mạng lớn trên thân máy bay đã biến mất. Hiện chưa rõ có ai bị thương sau vụ việc này hay không. Theo thông báo của hãng Alaska Airlines, chuyến bay đã gặp sự cố ngay sau khi khởi hành, xong đã quay trở lại và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Portland cùng 174 khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Alaska Airlines cũng đã quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động đối với 65 máy bay Boeing Max 9 của hãng. Các máy bay này sẽ chỉ được đưa trở lại hoạt động sau khi hoàn thành quá trình bảo dưỡng và kiểm tra an toàn đầy đủ. Trên mạng sau X, cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, máy bay trên đã hạ cánh an toàn sau khi phi hành đoàn thông báo về vấn đề tăng áp. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng đang điều tra nguyên nhân sự cố trong khi đó hãng boeing cũng cho biết đang thu thập thêm thông tin và đội ngũ kỹ thuật của hãng cũng sẵn sàng hỗ trợ công tác điều tra